ZGO xin được chào các bạn. Trong thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20, khi mà sức mạnh hải quân được đo đếm bằng kích thước của những họng pháo hạng nặng trên boong tàu, không ai lại ngờ được rằng nó lùi vào dĩ vãng nhanh đến vậy. Tất cả là do sự thay đổi then chốt trong chiến thuật đã biến lực lượng không quân thành sức mạnh chủ lực của hải quân. Và ngày hôm nay chúng ta cùng lần theo dấu vết phát triển của lực lượng không quân trong Hải quân Hoa Kỳ, một lực lượng hùng mạnh bậc nhất thế giới, để biết nó đã diễn ra như thế nào. Vào năm 1910, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực hàng không là Glenn Curtiss đã được Hải quân Hoa Kỳ hỗ trợ để chuẩn bị cho một thử nghiệm đầy tham vọng. Thử nghiệm này bao gồm một tàu tuần dương USS Birmingham, một chiếc máy bay được chế tạo bởi Glenn Curtiss, được điều khiển bởi Eugene Ely, một phi công dày dạn kinh nghiệm. Với cuộc thử nghiệm ngày 14 tháng 11 năm 1910, Eugene Ely khi đó 24 tuổi đã không thể ngờ rằng mình đang tham gia quá trình khai sinh ra một trong những hệ thống vũ khí mạnh nhất của thế kỷ 20. Anh ta đã làm nên lịch sử, trở thành người đàn ông đầu tiên cất cánh thành công một chiếc máy bay từ boong tàu. Một cuộc thử nghiệm tiếp theo ở vịnh San Francisco sau đó 2 tháng, máy bay được trang bị một cái móc níu vào các sợi dây bố trí trên sàn tàu. Nó đã dừng lại trong khoảng hơn 9 mét. Đó là lần đầu tiên hạ cánh của một chiếc máy bay trên một con tàu. Chiếc Curtiss Pusher bản D4 dùng để thử nghiệm này có thông số kỹ thuật như sau. Chiều dài thân máy bay là 7,85 mét. Chiều dài sải cánh là 10,15 mét. Trọng lượng cất cánh là 590 kg. Động cơ Curtiss cho công suất 40 mã lực. Tốc độ tối đa của nó là 80 km/h và phi hành đoàn thì chỉ có một người, vì vậy nếu bay lâu thì có lẽ sẽ hơi buồn vì không có cạ chém gió. Mặc dù thử nghiệm Curtiss đã thành công, nhưng ý tưởng về tàu chở máy bay chuyên dụng đã không thành hiện thực trong một thời gian rất dài ở Hoa Kỳ. Họ coi rằng máy bay là thiết bị phụ trợ cho tàu chiến, không thể trở thành lực lượng tấn công đầy đủ cho hạm đội và chỉ hạn chế trong các nhiệm vụ trinh sát và cứu hộ. Khi người Mỹ tham gia Thế chiến thứ nhất vào tháng 4 năm 1917, họ không có tàu sân bay nhưng lại có rất nhiều tàu bay. Và khi Thế chiến thứ nhất kết thúc vào tháng 11 năm 1918, người Mỹ đã có hơn 200 chiếc thủy phi cơ. Chúng đã từng đánh chìm cả tàu ngầm. Trong cuộc chiến đó, máy bay bắt đầu thay đổi từ những bộ khung mong manh được thay thế bằng lớp vỏ bao phủ toàn thân, động cơ tốt hơn và vũ khí cũng mạnh mẽ hơn. Một trong những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ là chiếc Bluebird VE-7 với thông số kỹ thuật như sau. Chiều dài thân máy bay là 7,5 mét, chiều dài sải cánh là 10,5 mét, trọng lượng cất cánh là 879 kg. Nó sử dụng động cơ Wright Hispano E-3 cho công suất 180 mã lực. Tốc độ tối đa là 171 km/h với độ cao trần bay là 4.500 mét. Chiến đấu cơ này được trang bị hai súng máy cỡ nòng 7,62mm. Và phi hành đoàn thì cũng khá cô đơn, chỉ có một người duy nhất. Vào cuối Thế chiến thứ nhất, khi người Anh chế tạo tàu sân bay thực sự đầu tiên với một đường băng kéo dài từ phía sau đến tận mũi tàu, mọi người hiểu rằng máy bay sẽ là một phần không thể thiếu đối với một hạm đội hải quân trong tương lai. Hải quân Hoa Kỳ cũng không phải ngoại lệ. Vào năm 1920, họ đã sử dụng một con tàu cũ là USS Jupiter, loại bỏ phần cấu trúc thượng tầng của nó để xây dựng một đường băng dài 160 mét. Con tàu được đổi tên thành USS Langley, đưa vào hoạt động vào năm 1922 và đã trở thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ. Cất cánh từ sàn tàu trở nên đơn giản, nhưng hạ cánh khi đó lại là một vấn đề lớn. Các nhà thiết kế quân sự đã phải trang bị cho máy bay một cái móc đuôi giống như mỏ neo để móc vào các sợi dây bố trí bắt ngang qua sàn tàu giúp giảm tốc độ. Đó là cơn ác mộng đối với các phi công. Theo đánh giá của ZGO, rất có khả năng các loại hình kinh doanh bảo hiểm đã nở rộ từ thời kỳ này.
Vào mùa thu năm 1920, Phó Chỉ huy của Không quân Hoa Kỳ, Chuẩn tướng Mitchell tuyên bố rằng các chiến đấu cơ có thể phá hủy, vô hiệu hóa và đánh chìm bất kỳ tàu chiến nào hiện nay, cũng như đánh chìm bất kỳ tàu chiến nào khác được chế tạo trong tương lai. Vào mùa hè năm 1921, các bài kiểm tra được tiến hành cho thấy máy bay hoàn toàn có khả năng đánh chìm tàu chiến bằng cách thả đủ số bom vào nó. Kết quả thử nghiệm khiến hải quân nhiều nước quyết định phải tăng cường lớp thiết giáp và hệ thống phòng không cho tàu của họ. Những người ủng hộ hàng không trong hải quân tin rằng các phi đội sẽ đánh chìm tàu địch. Tất cả những gì cần làm là hiện đại hóa máy bay và phát triển các kỹ thuật thả bom. Vào giữa những năm 1920, Curtiss đã trình bày cho Hải quân Hoa Kỳ về thiết kế của họ đối với một chiếc máy bay chiến đấu trên mặt đất F-6C. Nó có một động cơ mạnh mẽ và khả năng tăng tốc tuyệt vời, phá kỷ lục tốc độ. Chiều dài của F-6C là 6,98 m. Độ dài sải cánh 11,43 m. Trọng lượng cất cánh 1.238 kg. Động cơ R-13403 cho công suất 410 mã lực. Tốc độ tối đa 255 km/h với trần bay là 7.000 m. Vũ khí trang bị: hai súng máy Browning cỡ nòng 7,62 mm và hai quả bom nặng 52,6 kg. Phi hành đoàn: một người duy nhất. F-6C có động cơ xi lanh bố trí thẳng hàng, dạng động cơ thường được trang bị trên các dòng xe thể thao Nhật Bản ngày nay. Tuy hoạt động trơn tru mạnh mẽ, song nhược điểm là khả năng làm mát cùng kích thước và khối lượng lớn. Vì vậy, vào cuối những năm 1920, mọi máy bay chiến đấu hoạt động cho hải quân đều chuyển sang dạng động cơ xuyên tâm tân tiến hơn. Nói về Boeing thì chúng ta đều biết đó là hãng máy bay chở khách hàng đầu thế giới hiện nay. Nhưng những năm 1920, họ lại là nhà cung cấp máy bay chiến đấu khét tiếng cho hải quân Mỹ với dòng phi cơ F-4B. Nó có chiều dài 6,2 mét, sải cánh 9,14 mét, trọng lượng cất cánh 1.323 kg, động cơ R-1340 cho công suất 550 mã lực. Tốc độ tối đa 301 km/h với trần bay là 8.400 mét. Vũ khí trang bị: hai súng máy Browning cỡ nòng 7,62 mm. Nó có thể mang tới 227 kg bom. Và phi hành đoàn thì vẫn là một người duy nhất. Trong những năm 1920, khi những tiến bộ hàng không diễn ra với tốc độ chóng mặt, bất kỳ một chiếc máy bay tốt nhất nào năm sau sẽ có một chiếc tốt hơn. Đầu những năm 1930, hãng Grumman đã phát triển một thế hệ máy bay chiến đấu mới hai chỗ ngồi mang tính cách mạng với buồng lái kín, chiếc FF1 Goblin. Nó có chiều dài 7,5 mét, sải cánh 10,5 mét, trọng lượng cất cánh 2.111 kg, động cơ R-182078 cho công suất 700 mã lực, tốc độ tối đa 323 km/h với trần bay là 6.700 mét. Vũ khí trang bị: 3 súng máy Browning cỡ nòng 7,62 mm và 2 quả bom nặng 52,6 kg. Rất vui vì phi hành đoàn đã được nâng cấp lên 2 người, thi thoảng chém gió tránh ngủ gật. Cuộc đại khủng hoảng năm 1929 đã phá hủy nhiều doanh nghiệp và gần như phá hủy công ty Curtiss, nơi đã cung cấp cho quân đội và hải quân những chiếc máy bay tiên tiến trong suốt những năm 1920. Tuy nhiên, rất may Curtiss vẫn sống sót và năm 1933 đã đi theo Grumman trong việc chế tạo một chiếc máy bay với khung gầm có thể thu vào. Hải quân đã lên kế hoạch đưa những chiếc máy bay mới này vào hoạt động trên một tàu sân bay cũng mới được ra mắt trong năm 1933 mà chúng ta có dịp sẽ nói ở một video khác. Các kỹ sư của Curtiss đã làm lại thiết kế, tích hợp thiết bị treo bom. Đó là một trong những máy bay ném bom bổ nhào đầu tiên nhờ việc lắp bom trên thân máy bay. Một quả bom sẽ có tính chất khí động lực học tốt hơn một chiếc máy bay, do đó quả bom sẽ được phóng ra khi máy bay nghiêng một góc khoảng 60 đến 80 độ.
Vào những năm 1930, máy bay 2 tầng cánh bắt đầu nhường chỗ cho máy bay 1 tầng cánh. Lúc này, hãng Grumman đã trình bày cho Hải quân Hoa Kỳ về thiết kế một dòng máy bay chiến đấu mới của họ, chiếc F-4F3 với 1 tầng cánh. Sau những cải tiến đáng kể, F-4F3 đã được Hải quân Mỹ đặt sản xuất hàng loạt với các thông số kỹ thuật mạnh mẽ. Nó có chiều dài 8,8m, độ dài sải cánh là 11,5m, trọng lượng cất cánh là 3.367 kg. Động cơ R183076 cho công suất 1.200 mã lực. Tốc độ tối đa 533 km/h với trần bay là 9.950m. Vũ khí trang bị gồm 4 súng máy Browning cỡ nòng 12,7mm và 2 quả bom 50kg. Và phi hành đoàn là một người duy nhất. Thiết kế của hãng máy bay Mỹ này đã rất thành công, khiến cả người Anh và người Pháp đều thích nó. Thậm chí nó được Hải quân Hoàng gia Anh đặt hàng và đưa vào sử dụng trước cả Hải quân Hoa Kỳ. Mặc dù ưu điểm với các thiết bị hỗ trợ hạ cánh của nó là có thể thu vào, nhưng có chút khó khăn là phải điều khiển quay thủ công. Vì vậy, khi cất cánh, phi công phải dành những phút đầu tiên trên không để điều khiển các thiết bị này thò ra thụt vào. Vào cuối những năm 1930, ngành hàng không Mỹ đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Hải quân có 7 tàu sân bay đang hoạt động, một số khác đang được xây dựng. Các hãng sản xuất đã cung cấp cho quân đội Mỹ những máy bay tiên tiến nhất hàng năm. Trong những năm 1920-1930, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện một số cuộc tập trận, thể hiện sức mạnh không thể phủ nhận của nhóm không quân tấn công. Năm 1938, phi đội từ tàu sân bay USS Saratoga đã tiến hành một cuộc huấn luyện phô trương sức mạnh tại căn cứ Trân Châu Cảng. Kết quả của hoạt động này tưởng như mang lại hiệu ứng tích cực, gây hoảng sợ cho các đối thủ. Thế nhưng nó lại là một phần nguyên nhân của những kết cục bi thảm mà chúng ta sẽ nói ở phần 2. Giết Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.